Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lach Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 211 của Bộ truyện Cầu Ma Tác giả nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lach Radio Thì tập này được mang tên là Chúng Linh Điện Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lach bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lach nè với lại kênh của Lát hiện tại là cái bộ cầu ma này view rất là thấp luôn Do đó mà doanh thu rất là thấp vì vậy mà rất cần sự ủng hộ của tất cả mọi người nha Đào hữu nào mà có điều kiện thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Money, pay, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Lát cô dán tất cả dưới mô tả video hoặc là ở phía dưới màn hình này nè Rồi ừ, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ Ở trong minh hoàng chân giới này, trong nháy mắt khi tu hiên y nhìn phương thân trở thành tro bụi, bên ngoài thiên hương trận tại đạo thường chân giới, đồng hồ cát đã biểu hiện ra chỉ còn tích tắc nữa là hết thời gian một ngày. Cây hương thứ sáu của thiên hương trận vào giờ khắc này chấn động trong giây lát. Lúc này hai mắt tu minh lóe lên, hắn lập tức thấy cái cây thiên hương thứ sáu ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn từng tầng lớp lớp, hóa thành tro bụi. Đồng thời khi tro bụi tản đi, từ trong đó mơ hồ truyền ra khí tức âm trầm, khiến thường sắc tu minh biến hóa. Khí tức này hắn có thể nhận ra là thuộc về mình. Kỳ thứ hai Tiếng nói tàn thương truyền ra từ trận pháp linh của thiên hương trận. Tiếng nói này vang vọng khiến thường sắc tu minh càng âm trầm hơn. Thì ra cũng không phải là tự tu mổ ra tay, nhưng phạm đã có liên quan tới khí tức của ta, thì bọn họ làm chuyện như vậy cũng coi như là do ta rồi. Hai mắt tu minh nhắm lại, trong tích tắc này tìm được phân thân ách thương. Hắn đã trải qua chuyện này, cũng nhận ra khí thức hủy diệt thiên hương trận vừa rồi dù thuộc về hắn, nhưng lại càng nhiều thuộc về diệt sinh chủng đã tách ra kia. Dù không biết rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể khiến thiên hương trận này sụp đổ. Nhưng mà hiển nhiên thiên hương trận sụp đổ kia có liên quan tới phân thân khác. Chẳng qua hiện giờ Tô Minh cũng không rảnh để đi quan tâm tới chuyện này. Thần thức của hắn vừa kết nối với phân thân ách thương trong giây lát đã khiến hai mắt hơi co rụt lại. Hắn cảm nhận được nơi phân thương ách thương kia mang theo mấy vạn tu sĩ vần quanh một ngôi sao tổn hại. Mà lúc này phân thương ách thương hiện sát cơ, đã giơ tay phải lên chuẩn bị hủy diệt ngôi sao này. Bất kể là bên trong ngôi sao có người có thể ảnh hưởng tới thiên hương trận hay là không, nhưng sau khi tu minh dung nhập vào phân thương ách thương, liền lập tức có quyết định. Tay phải phân thương ách thương dơ lên rồi từ từ hạ xuống, Thân sắc tiêu sát và khát máu dần dần biến mất, không ra tay nữa mà ngồi xuống khoanh chân, chờ đợi canh giờ cuối cùng ngày hôm nay kết thúc. Tô Minh hồi tưởng lại cẩn thận những người và vật có liên quan tới khí tức của mình. Cuối cùng hoàn toàn xác định là sẽ không xuất hiện chuyện bất ngờ nào nữa. Lúc này hắn âm trầm nhìn thiên hương trận, chờ đợi ngày này trôi qua. Tô Mũ rất muốn biết cây thương thứ ba này vì sao lại gãy đây? Con mắt Tô Minh lạnh lùng, hạt trọc lông và hữu tử bên cạnh hắn cũng trầm mặt. Bọn họ nhìn thấu các độ mối, biết hôm nay Tô Minh đã xa vào một loại cố chấp, cũng không dám quấy nhiễu. Thời gian từ từ trôi qua, cho tới hơi trồng nháy mắt khi trong đồng hồ chỉ còn lại một từng hạt cát. Chưa tới mười hạt thì trưởng linh thiên hương trận vẫn không có chút dao động nào như trước. Cực kỳ chắc chắn, giống như là cái cảnh nói đoán, chuyện đó chắc chắn nhất định sẽ phát sinh. Vào tích tắc khi cái hạt cát cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt khi ngày mới trôi qua trước mắt tô minh cây thiên hương thứ bảy vốn trải qua năm tháng vĩnh hằng mà chưa bị dập tắt giờ phút này ầm ầm chấn động xuất hiện vô số khe nứt vào thời khắc cuối cùng của một ngày liền sụp đổ trở thành tro bụi trong nháy mắt khi nó sụp đổ trận linh thiên hương trận không cử động chút nào cũng không tham dự nửa điểm thậm chí nó không hề âm thầm phá hủy điểm này tô minh có thể nhận thấy rất rõ ràng sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt đi cơ thể mơ hồ rung rẩy bởi vì hắn nhận thấy được vào giờ phút một khi cây thiên hương sụp đổ trong đó tràn ra khí tức thuộc về tu minh hắn nhưng khiến cho tu minh rung rẩy thường sắc tái nhật đó là khí tức này dù thuộc về hắn nhưng lại hoàn toàn xa lạ đây là một cách nói rất mâu thuẫn nhưng giờ phút này trong nội tâm tu minh đúng là như vậy đây là thiên cơ kiếp mượn tay người phụ xuống thân thể ta Bà kỳ hương gãy diệt đúng là điều nhất định phải thực hiện để trừng phạt ta tiết lộ thiên cơ chuyện này đã phát sinh rồi trận linh thiên hương lẩm bẩm giọng nói mang theo vẻ tang thương thiên cơ tu minh chậm rãi đứng lên trong mắt lộ ra ý dữ tợn thân thể sáng người chạy thẳng tới thiên hương trận tay phải nhấc lên chí bảo ầm ầm bộc phát ra lúc này trên người tu minh bộc phát ra tu vi kinh người tu vi đó là lực lượng duyên cảnh không phải duyên cảnh tầm thường mà là tu vi mênh mông có thể so với sinh cảnh của tam hoang thậm chí dù đối mặt với dị cảnh thì tu minh vẫn có tư cách ra tay như cũ thiên cơ nói kỹ ba tu mổ khiến cho người kỹ hết vậy tu minh vừa nói thì thân thể đã tới gần tu vi bộc phát ra chiếc nhẫn chí bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra từ chí bảo này đủ để hủy diệt lực lượng cả một phương âm một cái liền đánh thẳng về phía thiên hương trận. Ngươi cần gì phải làm vậy chứ, chuyện gì đã qua thì đã qua rồi. Trận linh thiên hương trận than nhẹ, không phản kháng, tùy ý để cho lực lượng chiếc nhẫn ầm ầm đánh xuống. Trong tiếng nổ vang kinh người, những cây hương còn lại chấn động, chợt sụp đổ hóa thành bụi bậm. Sát cơ trong mắt tù mình lóe lên, tay phải dơ lên bấm quyết vuông ra, lập tức chí bảo chiếc nhẫn gào thét, mang theo lực lượng mênh mông chạy thẳng tới thiên hương trận trong tiếng ngổ vang thiên hương trận sụp đổ cây thứ năm tan vỡ khiến thiên hương trận này chỉ còn lại bốn cây trong đó có hai cây được thiêu đốt hai cây này vẫn tỏa ra lực lượng nghịch chuyển năm tháng dường như muốn khôi phục lại cái trận pháp này tay trái tu minh điểm mạnh mi tâm lập tức tương lai và hiện tại đều hiện lên lực lượng nghịch chuyển năm tháng nhất thời bộc phát ra từ cơ thể tu minh hắn gầm nhẹ Cây phải điều khiển chiếc nhẫn chí bảo một quét tới, vẽ thành công một cái đường công, đánh về phía thiên hương trận. Lần này chiếc nhẫn chí bảo ẩn chứa thiên phú nghịch chuyển thời gian của Tu Minh. Trong tiếng nổ vang liền đánh sâu vào trong thiên hương trận, khiến cho ngoài hai cây thiên hương còn đang cháy kia, những cây khác nát bấy hết. Nhưng mà Tu Minh đứng đó thân sắc cũng lộ ra vẻ phức tạp, bởi hắn thấy bốn cây thiên hương bị hắn phá hủy không chịu ảnh hưởng bởi lực lượng nghịch chuyển năm tháng của Tu Minh vẫn đang chậm chạp khôi phục lại một cách kiên định. Dường như chúng lại ngưng tụ lại một lần nữa. Không giống như tu minh đã đoán là dùng lực lượng nghịch chuyển năm tháng, mà là một tầng lực lượng hắn chưa thể hiểu được lại khôi phục sau khi đã mất đi. Vô dụng thôi, ta tiết lộ thiên cơ đã trả giá rất nhiều rồi. Người cũng sẽ phải trả giá, nhưng mà thiên cơ đã lộ ra thì nhất định sẽ xuất hiện. Những lời này là vĩnh hằng bất biến, cho dù ngươi có hủy diệt hết thiên hương còn lại Thì hôm nay vẫn là hôm nay Hôm qua vẫn là hôm qua Thiên hương trận than khẽ Ý chí lại chậm rãi tản ra Dần dần bốn cây thiên hương bị tu minh phá hủy Đã hoàn toàn ngưng tụ lại được Nhưng mà ý chí trận linh tản ra tiêu tán đi Khiến những cây thiên hương này trở thành như vật chết vậy Ta tiết lộ thiên cơ Bị đánh gãy ba cây thiên hương Chẳng qua chỉ là trừng phạt bên ngoài Bên trong lễ chí rơi vào ngủ say 3.720 năm Khi ta thức dậy thì chính là lúc cảnh tượng thiên cơ kia xuất hiện Chúng ta còn có thể gặp nhau theo tiếng nói càng ngày càng suy yếu của trận linh thiên hương trận, hai cây thiên hương còn lại chậm rãi cháy kia cũng đã bị dập tắt dừng. Đây không phải là do phân thân của tu minh dập tắt, mà là bởi vì ý chí xuất hiện ngủ say, do đó bị dập tắt 3.720 năm. 3.720 năm sau, hai cây thiên hương này lại cháy lên lần nữa. Tụi mình nhìn thiên hương bị dập tắt, nhìn sáu cây thiên hương trước mặt, cảm thụ lực lượng kỳ dị của thiên hương trận xung quanh đang tản ra dần, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Hắn trầm mặt, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Trên thực tế, lúc vừa rồi ra tay là tụi mình đã hiểu, trận cờ giữa hắn và thiên hương trận, hắn đã thua rồi. Cho dù hắn có hủy diệt hết thảy những cái cây thiên hương còn lại thì vẫn đã qua một ngày rồi, thiên cơ đúng là gãy ba thực. Nếu như lúc trước ta đánh gãy ba cây, thậm chí nhiều hơn. tôi Minh yên lặng đứng nhìn tinh không, nhìn thiên hương trận bị dập tắt, trong đầu vẫn không khỏi hiện lên nghi vấn. Hắn trầm mặt, hồi lâu mới than khẽ. Thiên cơ huyền diệu, trên thực tế cuối cùng vẫn là hai chữ, nếu như. Trong hai chữ này ẩn chứa chính là thiên cơ. Chuyện này hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng không thể cưỡng cầu được con mắt tu minh hiện lên hình ảnh nhìn thấy thiên cơ hình ảnh này chung sâu trong đáy lòng quán ta không tin trời không tin số mệnh chỉ tin chính mình dù là thiên cơ thì sao cướp sửa thiên cơ lấy thiên cơ dùng cải mệnh thiên cơ hiện ra chẳng qua là tương lai ta sẽ dùng sức mình nghịch chuyển hai mắt tu minh lộ ra vẻ chấp nhất và kiên định hắn biết chuyện này không thể nghĩ nhiều càng suy tư thì lại càng tin tưởng theo bản năng làm cho thiên cơ càng có thể thực hiện hai mắt tụi minh lóe sáng nhìn về tinh không trong hư vô Phân thương phệ không bắt đầu từ ngươi thiên hương đã diệt rồi ta xem thử ngươi có thể trốn tới đâu tu minh cất bước trong tích tắc đã tới cạnh hổ tử và hạt độc lông hổ tử muốn nói lại thôi nhìn tu minh một chút cuối cùng không nói gì hổ tử trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại để cửu phong vừa sáng lập ra ta muốn đi tìm phương thương bỏ trốn kia ngươi đi theo hay là trở về tu minh nhìn hổ tử hỏi Tất nhiên là ngươi đi đâu thì hổ tử sẽ đi theo đó rồi Ta là sư huynh của ngươi Đại sư huynh ra lệnh phải giúp ngươi Ngươi không thể bỏ lại ta Hổ tử vỗ ngực nói Tụi Minh nhìn hổ tử Đầu óc hắn không bị khống chế Mà thoáng hiện ra hình ảnh hổ tử trước mặt của mình Toàn thân tràn ngập máu tươi Mắt mở to Căm tức nhìn trời cao nhưng không có chút khí tức nào Trái tim tụi mình đầu nhói nhưng mà thần sắc lại càng kiên định hơn. Bên trong cơn lốc trong tinh không, cầu vòng gào thét Tu Minh đi trước, hổ tử bên cạnh. Còn về hạt trọc lông thì lại đang gục trên bả vai của hổ tử, không ngừng thì thào đầu độc, để cho hổ tử dần dần thấy phiền hà. Sau đó túm cổ hạt trọc lông ném nó ra phía xa. Nhưng chỉ mấy nhịp thở sau, hạt trọc lông liền nhanh chóng xuất hiện, lại gục lên bả vai của hổ tử, bắt đầu đầu độc, dụ dỗ. Thường sắc Tu Minh bình tĩnh, con mắt thứ ba giữa mi tâm mở ra, lóe lên ánh sáng yêu dị. Nhìn cứng lốc trong tinh không, trong con mắt thứ ba của hắn có thể thấy một sợi chỉ bạc chạy sâu vào bên trong cơn lốc. Sợi chỉ bạc này chính là một tia thần thức mà tu minh khi vỗ lên thiên linh cái của phân thân phệ không này thì đã để lại. Thông qua dấu vết này, hắn có thể tìm được chỗ của phân thân phệ không. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này tu minh bay nhanh trong tinh không, truy tìm theo hướng sợi tư bạc. Cự ly cách phân thân phệ không càng ngày càng gần. Phân thân phệ không của hắn đã sinh ra ý thức độc lập, hiển nhiên phát hiện ra tu minh đã tới bay nhanh đi xa, không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng cắt đuôi tu minh. Nhưng mặc cho hắn có bỏ chạy cỡ nào, cũng không một cách nào chạy thoát khỏi bàn tay của tu minh được. Vào ngày thứ 19 truy kích, hai mắt tu minh lóe lên, thân thể bước ra một bước vào hư vô. Trong tích tắc biến mất, lúc hắn xuất hiện thì đã ở một nơi rất xa, đứng bên ngoài một ngôi sao bị tổn hại. Hầu như khi thân thể hắn vừa xuất hiện, con mắt thứ ba nhìn qua, đã thấy cái sợi tư bạc tiến vào bên trong ngôi sao bị tổn hại kia mở con mắt thứ ba lớn hơn tụi minh thấy phân thân phệ không đang khuynh chân đã tọa trên một cái ngọn núi trong ngôi sao này cũng chính trong nháy mắt khi tu minh nhìn về phía phân thân phệ không phân thân phệ không mặc áo bào màu đen lập tức ngẩng đầu lên quan sát bầu trời chạm ánh mắt với tu minh khóe miệng tu minh lộ ra nụ cười lạnh giờ phút này hạt trục lông và hổ tử cũng đã tới ánh mắt rơi vào ngôi sao bị tổn hại kia hổ tử huynh thủ hộ ở đây phân thương này của ta cũng hơi gian xảo lựa chọn nơi này nhất định có chuẩn bị rồi nếu một lát nữa nó bỏ chạy ra thì huynh phải ngăn chặn nó lại trọc long ngươi cũng thủ ở đây đi tô minh giơ tay chỉ về hướng đối diện hổ tử nhếch miệng cười một tiếng thân thể nhoáng lên rồi biến mất lúc xuất hiện đã ở phía địa phương tu minh yêu cầu hạt trọc long vội vàng vỗ ngực ra vẻ tu minh có thể hoàn toàn yên tâm hai mắt tô minh lóe sáng nhìn ngôi sao tổn hại kia khóe miệng lộ ra nụ cười càng đậm tính cách phân thân phệ không cũng rất giống hắn nếu lựa chọn nơi này thì nhất định có mai phục cũng mặc kệ phân thân này chuẩn bị cái gì tô minh cũng không có ý định bước vào ngôi sao tổn hại này mà giơ tay phải lên lập tức giới chỉ trên tay phải lóe lên một luồng sóng gợn khuếch tán ra vườn quanh bàn tay của tô minh bị tô minh bấm ấn quyết lập tức sóng gợn liền hóa thành từng vòng tròn chạy thẳng tới ngôi sao bị tổn hại kia sóng gợn đụng vào ngôi sao lập tức ngôi sao rung động mạnh mẽ rất nhiều khe nứt ken két xuất hiện cũng trong thời gian hai nhịp thở tiếng nổ vang lên ngôi sao trực tiếp sụp đổ bên trong cái sự sụp đổ thân thể tu minh tựa như tia chớp bước về phía trước bước vào bên trong ngôi sao sụp đổ tay phải giơ lên bấm ứng quyết điểm về phía trước một chỉ này mở ra hư vô thay đổi quy tắc nơi này thả tu vi duyên cảnh của tu minh ra chạy thẳng tới ngôi sao sụp đổ mà phân thân phệ không đang ngồi điểm một chỉ tới mi tâm của nó Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, ngay lập tức tới gần phân thân phệ không. Nhưng mà phân thân phệ không dường như đã biết trước Tô Minh sẽ làm như vậy. thân sắc không loạn chút nào. Hầu như trong nháy mắt khi Tô Minh tới gần, tay phải hắn dơ lên, nắm tay phát ra tiếng gầm khẽ. Thân thể trong nháy mắt liền chấn động, đánh một quyền về phía Tô Minh. Một quyền này đánh ra trong tích tắc đã đụng vào cái ngón tay của Tô Minh. Tiếng nổ đinh tài nhức ốc, kinh thiên động địa truyền ra. Một luồng lực lượng từ phân thân phệ không xoắn tới, khiến thân thể tu minh ngừng lại. Nhưng mà chỉ ngừng lại một chút mà thôi. Cho dù phân thân phệ không có mạnh, thì nó cũng là phân thân. Thời gian nó xuất hiện ý thức độc lập còn chưa đủ dài. Tu minh hừ lạnh một tiếng, tu vi trong thân thể theo ấn quyết tay phải biến thành một chỉ. Vùng về phía trước, lập tức tiếng nổ vàng vọng truyền ra. Phân thân phệ không phun ra máu tươi, thân thể bình bịch, cấp tốc bỏ chạy, liên tiếp lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng mà vào lúc này, hai mắt tu minh coi rút lại, phân thân phệ không bị bức lui ra vốn là chuyện hắn đã lường trước rồi nhưng mà bị bức lui tới mấy trăm trượng chuyện này có vấn đề hầu như trong tích tắc khi tu minh phát hiện ra phân thân phệ không nơi đó lộ ra nụ cười nanh ác bên trong cũng có một cái tia trào phúng nữa hai tay nó giơ lên tạo thành một cái chữ thập trước người từ trong miệng truyền ra tiếng nói mà tu minh quen thuộc địa hạ tu văn đây là mẫu phần đây là tiếng nói của phân thân phệ không những lời này vừa xuất hiện theo hai tay phân thân phệ không bấm quyết về phía trước lập tức ngôi sao tổn hại sụp đổ lúc trước giờ phút này chia năm xẻ bảy mạnh mẽ ngừng lại đảo mắt đã nghịch chuyển nhưng không hề sụp đổ nữa mà ngay lập tức coi rút lại thoạt nhìn như thời gian đảo ngược nhưng lại là một thần thông mà phân thân phệ không bố trí cũng trong nháy mắt này ngôi sao vừa sụp đổ lại ngưng tụ lại tạo thành một cái ngôi mộ giống ngôi sao như đúc do vô số đá vụn tạo thành ngôi mộ này giống như phong ứng bên trong có vô số tia chớp chạy quanh phát ra tiếng loạt xoẹt. Hoàn toàn phong ứng tu minh vào bên trong, tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Phân thân phệ không của tu minh có tính cách không khác hắn chút nào, cũng hơi xảo trá. Nó đã tính ra tu minh nhất định đuổi theo. Thấy mình ở ngôi sao này, nhất định đoán nơi này có âm mưu. Mà nếu như nó chạy trốn thì sẽ không có khả năng lớn, vậy cho nên mới hủy diệt nơi này từ bên ngoài. Nhưng dù thế nào thì chỉ cần tu minh đến gần, vậy thì phân thân phệ không sẽ thi triển ra thần thông địa hạ tu văn, nó đánh cuộc là tu Minh còn không biết mình am hiểu thường thông của đối phương. Hầu như ngay trong tích tắc phong ứng tạo thành, phân thân phệ không ngửa mặt lên trời rống to, lập tức máu tươi toàn thân chảy đầy, tạo thành một người máu. Nhưng mà người máu này lại có một tiên ngân quang bị bức ra khỏi mi tâm. Mọi chuyện xảy ra ước chừng trong ba nhịp thở, thân sắc hữu tử phía xa biến hóa rống giận tới gần. Phân thân phệ không liền ngửa mặt lên trời mà cười to. Cuối cùng hoàn toàn bứt cái sợi tơ bạc ở trong mi tâm ra, thân thể nhoáng lên, đối mặt với hổ tử lao tới phân thân phệ không cười nanh ác giơ tay đánh ra một quyền về phía hổ tử tiếng nổ vang vọng truyền ra thân thể hổ tử chấn động liên tục lùi về phía sau mấy trăm trượng phun ra một ngụm máu tươi ngẩng đầu lên phân thân phệ không không đuổi theo mà hóa thành một cái đạo cầu vòng nhanh chóng bay đi xa chớp mắt đã biến mất bên trong cơn lốc chỉ có tiếng cười của nó vang vọng truyền lại kiệt ngạo bỗng tôn không có sợi tư bạc này nấp ở trong thân thể ta để xem ngươi đuổi theo ta như thế nào ngươi yên tâm đi ta đại khái có thể nói cho ngươi biết ta muốn đi đâu ngươi dù có hủy diệt con đường thiên hương thứ ba vẽ ra cho ta cũng không sao ta sẽ đi tới những chân giới khác đi tìm tô hiên y ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với ta khi ta có đầy đủ tu di rồi ta sẽ cắn nuốt ngươi <laughs> <laughs> tiếng cười của phân thân phệ không biến mất dần thương ảnh đã không còn thấy tung tích đâu nữa âm một tiếng mộ phần đá vụn khổng lồ phong ấn tô minh liền sụp đổ vẻ mặt tô minh âm trầm đi từ trong đó ra nhìn thoáng qua tinh không xa xa trong mắt hiện lên vẻ trào phúng thực sự là hắn không ngờ phân thân phệ không lại nắm giữ được thần thông của mình mà không phải là sức mạnh nhục thể nhưng phân thân phệ không biết là tô minh chưa bao giờ làm việc gì mà không có chuẩn bị trên người phân thân phệ không ngoài sợi tư bạc này ra thì tô minh còn có một thủ đoạn khác nữa đó chính là cái tính cách màu vàng dung nhập vào bên trong phân thân phệ không dù phân thân phệ không bởi có ý thức tự chủ mà cắt đứt phân hùng nhưng cái tính cách màu vàng này vẫn ở bên trong thân thể của nó chẳng qua nó chỉ ảm đạm đi để phân thân phệ không không phát hiện ra mà thôi nhưng tu minh bởi vì có cái tính cách màu vàng này tồn tại bởi tính cách này diễn biến ra từ thân thể của hắn cho nên trong mắt tu minh phân thân phệ không vẫn giống như là một cây đuốc trong đêm đen cực kỳ rõ ràng Hổ tử huynh trở về trước tìm đám đại sư huynh đi cùng sáng lập đệ cửu phong của chúng ta đi phân thân này của ta rất xảo trá muốn bắt hắn thì cần phải tốn chút thời gian chờ ta thu phục hắn rồi liền đi tìm các ngươi Tu minh quay đầu nhìn thoáng qua hổ tử giơ tay phải lên lập tức một luồng lực lượng nhu hòa truyền vào trong thân thể hổ tử khiến thương thế trong thân thể khôi phục không ít hổ tử nhìn Tu minh chừng chờ một chút rồi đồng ý dù sao thì với sức mạnh của phân thân thể không hổ tử cho dù có tu vi không tầm thường nhưng mà vẫn chênh lệch quá nhiều đi theo canh Tu minh chẳng những không giúp được gì mà ngược lại sẽ trở thành ràng buộc Trường pháp truyền tống trận bên trong đạo thường tông hổ tử huynh là người am hiểu nhất đến lúc đó giúp ta phá giải một chút nha ta muốn đi vào trong đạo thường tông xem một chút xem nơi đó còn người sống hay là không mà sơn môn của đạo thường tông cũng hoàn toàn có thể làm sơn môn của đệ cửu phong chúng ta hơn nữa nơi đó còn có đạo hải chi tiên tô minh âm quyền với hổ tử đưa ra một cái gợn sóng bài xích cơn lốc xuất hiện dưới chân hổ tử sau đó hóa thành cầu vồng mang theo hạt độc lông nhoáng một cái liền biến mất đưa mắt nhìn tu minh đi xa hổ tử đứng ở trong tinh không vẻ mặt thật thà lộ rõ nét kiên định tu di hổ tử ta nhất định phải có tu di mạnh hơn quyết không thể để cho bọn họ bỏ quá xa được ta còn phải mạnh mẽ hơn trong mắt hổ tử lộ ra vẻ cố chấp xoay người hóa thành cầu vồng mà rời đi tốc độ của tu minh cực nhanh triển khai thuộc na di có chí bảo có sóng gợn khiến những cơn lốc kia không cách nào rung chuyển được tu minh khiến tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh trong tích tắc đã đi qua không gian vô tận chỉ trong thời gian mười nhịp thở hắn đã cảm thấy trong tâm thần vị trí của phân thân phệ không có thể đi lại trong gió phân thân phệ không này dù thân thể mạnh mẽ nhưng mà chạy cũng không quá xa được lúc trước một đường sợ hãi là đã đạt tới tốc độ cực hạn rồi trong mắt tu minh lóe lên hàng quang cất bước đi tới chết tiệt mà làm sao hắn còn có thể đuổi theo được chứ trong mắt phân thân thể không lộ ra sát cơ mãnh liệt lồng âm trầm gào thét lao đi bên trong cơn lốc cơn lốc đánh lên thân thể của gã gã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhói gã biết mình không thể ở lại trong cơn lốc này quá lâu lấy cường độ nhục thể của gã thì có thể kiên trì khoảng một thời gian nhưng mà nếu quá lâu thì cổ thần lúc trước sẽ là tương lai của gã gã vốn tưởng rằng lúc đó đã có thể bỏ rơi tu minh bước ra cái sợi tơ bạc khiến tu minh mất đi tung tích của mình rồi không cách nào tìm được mà phải bỏ cuộc chuyện này sẽ cho gã đủ thời gian nhưng mà gã làm sao cũng không đoán ra được tù mình dù không có sự tư bạc chỉ dẫn vẫn cách mình càng ngày càng gần như cũ trong thường sắc âm trầm của phương thân phệ không trong tiếng gào thét nhỏ không tới thời gian nữa nén hương lập tức vẻ mặt của gã đại biến Cường lốc trong hư vô phía sau vặn vẹo trong nháy mắt một thương ảnh cất bước từ đó đi ra ngăn trở giữa phương thư phệ không và cơn lốc thân hình ấy giơ tay phải lên xé một cái khiến cơn lốc nát bấy sau đó đạp bước tiến tới, lộ ra dáng vẻ chính là Tu Minh đang đuổi theo. Thực sự là ta đã xem thường ngươi, phân thân phệ không của ta. Tô Minh dường như biết được suy nghĩ bên trong nội tâm của phân thân phệ không, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, tay phải bỗng nhiên dơ lên, chỉ về phía trước. Dì Sơn! Hai chữ này vừa vang lên, tinh không liền nổ vang, cơn lốc chấn động hàng loạt lại thấy có vô số ngọn núi bỗng nhiên huyển hóa ra ở bốn phương tám hướng tu minh vừa ra tay đã đánh ra một trong những thần thông mạnh nhất của mình thân sắc phân thân phệ không biến hóa thân thể lùi về phía sau trong mắt lộ ra vẻ sắc bén tay phải cũng giơ lên điểm vào hư vô di sưng. thần thông giống hệt thuộc pháp như của tu minh được phân thân phệ không triển khai ra bằng lực thân thể bất đồng chính là tu minh thi triển ra là bốn phương tám hướng trăm ngàn ngọn núi còn phân thân phệ không thi triển ra bên ngoài thân thể của gã không ngờ xuất hiện một ngọn núi hư ảo lấy thân thể làm núi đối kháng với thuật của tu minh hai mắt tu minh ngưng tụ lại phân thân phệ không cũng hiểu rõ thuật di sơn là chuyện mà hắn không bất ngờ nhưng chuyện khiến cho hắn bất ngờ đó là cái thuật này trong tay đối phương lại có biến hóa như vậy xem ra ngươi không chỉ có được ý thức độc lập mà càng đạt được chút dựng mây rồi tu minh lạnh lùng nói tay phải ập xuống trong phút chốc vô số ngọn núi ầm ầm bộc phát mỗi ngọn núi đều ẩn chứa tu vi của tu minh đánh thẳng về phía phân thân phệ không phía ngoài thân thể của phân thân phệ không ngọn núi giờ cũng đã ngưng tụ ra hoàn toàn hóa thành một ngọn núi lớn trong giây lát đã dập vào cái ngọn núi bốn phía tiếng nổ vàng trong nháy mắt liền truyền ra ngập trời tất cả các ngọn núi đều vỡ vụn sụp đổ nhất là cái ngọn núi bên ngoài thân thể phân thân phệ không vỡ vụn gã phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà tay phải lại vỗ mạnh lên ngực mình một cái dưới cái vỗ này, gã ngửa mặt lên trời mà gào thét, thân thể lập tức khô héo. Hai mắt Tô Minh coi rụt lại. Thân thể của gã như biến hình, nhưng mà trong mắt Tô Minh, hắn lại thấy phân thân phệ không không ngờ hóa thành một con xích mãn phượng khổng lồ. Thân thể cao lớn, đủ mọi màu sắc, xích mãn phượng gào thét mạnh mẽ xuyên thấu qua hư vô, triển khai một loại tốc độ chưa từng có mà bay đi. Thấy nó sắp sửa bỏ chạy, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, hai ngón tay biến thành đau, cất bước bỗng nhiên chém về phía trước. Trảm thần quyết Trảm thần thuật là trảm duyên pháp. Bản thân tu mình khi chưa tới duyên cảnh, thi triển ra vốn đã rất mạnh mẽ. Hôm nay hắn nắm giữ một bộ phận ngoại duyên, thi triển thuật này càng kinh thiên động địa. Đầu tiên bị chém ra chính là quy tắc bốn phía, đó là lực lượng nổ vang. Phân thân phệ không biến thành xích mãn phượng đã bỏ chạy rất xa, phát ra một tiếng kêu thi lương thảm thiết. Thân thể âm ầm vỡ vụng nhưng mà vẫn chưa sụp đổ hẳn mà liều lĩnh bay nhanh đi, nhưng mà ngay sau đó, thần thông thứ ba của trảm thần quyết, lực phản chứng dâng lên, lần này tiếng nổ vang truyền ra mãnh liệt hơn, khiến cho thân thể xích mãn phượng hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục mơ hồ, một lần nữa lại hóa thành một cái phân thân thể không, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn bước vào hư vô, biến mất không còn. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác, gặp phải sát chiêu liên tục của tu minh, hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà thân thể mạnh mẽ của phân thân phệ không dù sao cũng rất kinh khủng, thân thể này mạnh tới mức có thể hoành hành bên trong cơn lốc tất nhiên cũng không dễ bị giết được đến nước này chắc ngươi sẽ tới cái chỗ kia rồi tô minh cười lạnh hắn cũng không tính là sẽ bắt phân thân phệ không này ngay được dù sao thì hắn có thể nói là người hiểu rõ phân thân phệ không này nhất biết nó rất khó dây cho nên mới nói với hổ tử là cần tốn chút thời gian nhưng mà trên thực tế muốn giết phân thân phệ không đối với tô minh mà nói là chuyện không phải khó khăn gì nhưng mà hắn không phải giết chết mà đoạt xá lần hai. Giờ phút này, thân thể của hắn nhoáng một cái, mang theo tung tích, truy tìm lần nữa. Thương thế của hắn càng nặng, lại không cách nào đi tiếp trong cơn lốc được. Tiếp theo khi đuổi tới sẽ là bắt sống. Hai mắt tu minh lóe lên, tốc độ cực nhanh, gào thét phá vỡ cơn lốc mà đi. Chết tiệt, chết tiệt mà! Trên người của ta nhất định còn có dấu vết mà hắn lưu lại! Sắc mặt phân thân vị không cực kỳ tái nhợt, lại càng âm trầm hơn. Hai đại thần thông của tu minh lúc trước khiến cho gã bị thương. Nếu không phải bị vay ở trong đuổi giết, thì gã sẽ tìm một chỗ chữa thương. Nhất là trảm thần quyết của tu minh, cuối cùng suýt đã chặt đứt thân thể của gã, khiến cho thương thế của gã cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước đi qua cơn lốc chỉ thấy hơi đau, biết không thể ở lại lâu dài. Nhưng hôm nay đi qua cơn lốc, phân tích phệ không, cảm thấy không chỉ thân thể đau đớn mà có run rẩy. Gã hiểu được là mình bị thương, khiến cho khả năng chống cự cơn lốc đã ngày càng yếu, rút ngắn thời gian mình có thể ở bên trong đó. Ý nghĩ của tu minh tất nhiên là lấy phương thức này để khiến cho phân thân phệ không cùng đường. Phân thân phệ không vừa bay nhanh, hai mắt vừa lóe sáng, nhất là thấy tu minh ra đi phía sau đã tới gần mình hơn. Trong nháy mắt phân thân phệ không lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Phân thân phệ không nhón một cái, thay đổi phương hướng, không bay nhanh về phía trước nữa mà lại rẽ về bên phải, đón một cơn lốc lập tức đi xa. Thiên hương khai linh chẳng những cho ta xuất hiện linh trí mà còn cho ta hấp thu trí nhớ của vô số tu sĩ trong vô số năm qua trong thiên hương trận. Ba địa phương thần bí nhất của đạo thần trừ ám tử và thiên hương trận ra thì còn lại trầm dương phù. Tinh không nơi đó đen nhánh, thưởng thức không thể rời thương thể, tu sĩ ở nơi đó giống như bị phong ứng ngủ giác vậy. Thậm chí ngay cả tu di cũng sẽ bị áp chế, Tù Minh, ngươi muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ cắn nút ngươi ở bên trong tinh không trầm dương phù. Nơi đó hạn chế thưởng thức, tu di trong cơ thể sẽ bị áp chế. Ta xem ngươi còn tiếp tục tìm kiếm ta kiểu gì đây. Thần sắc phân thân phệ không mang theo hàng học, thay đổi phương hướng, chạy tới trầm dương phù cách đó không xa. Ước chừng năm ngày lộ trình. Ta và ngươi không chết không thôi, đây không phải là ân cừu mà là tự do. Chỉ có thể giết chết ngươi thì ta mới hoàn toàn tự do từ đó về sau ta chính là tu minh thân sắc phân thân phệ không vặn vẹo bên nhanh cũng càng lo nửa đường sẽ bị tu minh đuổi theo một lát liền cắn răng thân thể ầm một tiếng toàn thân đỏ ngầu dần dần bốc ra từng mảnh lộ ra huyết nhục đỏ như máu vậy cùng lúc đó huyết nhục lại coi rút lại dường như muốn rút vào xương cốt vậy từng luồng đau đớn không cách nào hình dung được khiến thân thể phệ không cắn răng điên cuồng lên đau chỉ có đào thế chí cực Mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực trong thân thể của ta Gã cắn răng Tốc độ trong phút chốc đã nhanh lên không tới tận cùng Chạy thẳng về phía trầm dương phù Mà vừa đi tới Huyết nhục phân thân phệ không đau đớn Từ từ chui vào trong xương cốt toàn bộ Nói không cách nào hiểu được Nhưng mà trên thực tế đây là một loại cấm thuộc Khiến cho xương ở bên ngoài Huyết nhục ở bên trong Bệnh cốt sinh cơ thuật Đây là một loại cấm thuộc ta cảm nhận từ trong thiên hương trận trong thời gian ngắn có thể kích thích tiềm lực của cơ thể ta khiến tốc độ tăng dọt mấy lần khuôn mặt của phân thân phệ không không còn là da thịt nữa mà đã hóa thành xương trắng thoạt nhìn trông như người tàn phế nhưng mà gã làm việc này khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần chớp mắt đã kéo giãn cự ly với tu minh đang truy kích phía sau mà tu minh vừa truy kích thường sắc lại thay đổi trong mắt lóe lên ánh sáng lóng lánh nhận thấy tốc độ của phương thân thể không thoáng một cái đã vượt qua tưởng tượng của hắn hầu như đảo mắt đã ra khỏi phạm vi hắn có thể phát hiện tu minh không chút do dự thân thể vọt lên tay phải rơi lên vỗ vào cái túi trữ vật thần niệm đưa ra một tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên thân thể oán nguy xuất hiện trải qua ngủ say khí tức của oán nguy lại mạnh mẽ hơn một chút nhưng mà tu vi không phải sở trường của nó nó am hiểu nhất là tốc độ sau khi oán nguy xuất hiện tu minh trực tiếp đứng ở trên người nó trong tích tắc đã xuyên qua hư vô đuổi theo phân thân phệ không khi phân thân phệ không dùng cắm thuộc bỏ chạy tôi minh mượn oán ngụy truy kích vượt qua ba ngày cuối cùng phân thân phệ không đã xông vào một cái vùng tinh không đen kịch vùng tinh không này không có cơn lốc tựa như cơn lốc dung nhập vào nơi này cũng hóa thành hắc ám vùng tinh không này thoạt nhìn mênh mông giống như một đại dương màu đen hút tất cả sự vật về tia sáng vào bên trong phân thân phệ không xông vào tinh không màu đen này ba canh giờ thân ảnh thiêu đốt của oán ngụy chợt xuất hiện mang theo tu minh không ngừng lại chút nào cũng trực tiếp xông vào duy chỉ có tu minh khi oán ngụy bước vào tinh không màu đen đứng ở trên thân thể oán ngụy, nhìn vùng tinh không này hai mắt lóe sáng quả nhiên là đúng như hắn dự đoán tới trăm trượng phù này muốn giết phân thân phệ không không phải là khó khó khăn chính là tiến hành đoạt xá lần thứ hai mà trong đó lại là địa phương tốt nhất để đoạt xá khóe miệng tu minh lộ ra nụ cười mỉm trầm dương phù một trong tam đại thần bí của đạo thần chân giới trình độ thần bí ngang bằng với âm tử chi địa không ai biết được lai lịch nó giống như thiên hương trận lúc đạo thần chân giới ra đời thì cũng đã tồn tại rồi vô số năm qua không biết có bao nhiêu tu sĩ tới đây cố gắng nghiên cứu trầm dương phù thậm chí còn có lòng cầu may muốn thu ký hiệu này cho bản thân khiến nó nhận chủ nhưng mà chuyện này chẳng bao giờ thành công tu sĩ đến một đoàn rồi lại đi một đoàn ký hiệu vẫn tồn tại trong tinh không như cũ giống như không có kết thúc nó chứng kiến đạo thần chân giới đi về phía đỉnh Phong, cũng nhìn thấy thế giới này từ đỉnh Phong rồi lại từ từ đi về hư vô ngày hôm nay, mà nó vẫn luôn tồn tại, trôi nổi yên lặng như vậy, dường như chỉ sợ là trăm vạn năm đi qua nó vẫn như cũ. So với lúc xoáy âm tử chi địa sinh ra lực cản thì trăm dương phù lại như cánh cổng lớn mở rộng, tu sĩ có thể tùy ý đi tới, so với lực quỷ dị của Thiên Hương Trận để cho phương thân độc lập, tu sĩ đã tới nơi đó, mê mang trong sự đột phá tu vi giả dối thì không thể nào tự kiềm chế được do đó đã thương linh hồn bản thân thậm chí không cẩn thận thì còn có thể không thể ra được mà trầm dương phù lại ôn hòa hơn rất nhiều tu sĩ có thể đến cũng có thể tùy ý rời đi nơi này không tạo thành thương tổn với ai cả duy chỉ khi bước vào trong thế giới đen nhánh kia tu vi sẽ bị áp chế thần thức sẽ bị hạn chế trong người không thể nào tản mát ra được để tu sĩ ở trong đây đều biến thành người phàm để cho người có thể mở mắt ra nhìn thế giới này đều biến thành người mù dường như đây chính là tác dụng duy nhất của trầm dương phù cho nên vô số năm của đạo thần chân giới so sánh với thiên hương trận và âm tử chi địa thì người tới trầm dương phù là nhiều nhất cũng an toàn nhất nhưng điều kiện tiên quyết là không giết chóc lẫn nhau trên thực tế cũng quả thực là như vậy vô số người tới thế giới trầm dương phù đen nhánh này số lượng người tử vong cũng không phải là rất ít không có thể khẳng định tất cả người chết cũng không phải đều là do lực ma sát kỳ dị của trầm dương phù mà là do bị người cùng đi vào, mượn sự quỷ dị của nơi đây, mang theo mục đích xấu mà ra tay. Giờ phút này phân thân phệ không của Tô Minh hiển nhiên cũng là như vậy. Tô Minh đứng ở trên người oán ngụy, trong nháy mắt oán ngụy xông vào thế giới đen nhánh này. Tô Minh lập tức cảm thấy thần thức của hắn bị một luồng áp lực cường đại ầm ầm đè ép, ngay lập tức bị bắn trở lại thân thể, chỉ có thể khuếch tán trên làn da, không thể nào rời khỏi thân thể. Đối với tu sĩ, mất thần thức thì chẳng khác gì là mất một con mắt cả mà nơi đây không có ánh sáng một mảnh đen nhánh loại đen này chỉ sợ dùng tu vi ngưng tụ vào hai mắt thì cũng không thể nhìn thấy rõ đây chính là lấy đi một con mắt khác khiến cho người ở đây đều trở thành người mù cùng lúc đó trong chớp mắt bước vào thế giới đen nhánh này tụi mình cảm thấy tu vi bị áp chế mãnh liệt loại áp chế này không phải yếu ớt mà là vô cùng mãnh liệt trong tích tắc nó đã áp chế tu vi của tụi mình từ duyên cảnh đến trưởng cảnh mà nhìn dáng vẻ này thì giống như tụi mình càng tới gần trung tâm thế giới này lực áp chế tu vi sẽ càng mạnh hơn khóe miệng tu minh lộ ra nụ cười lạnh hắn đứng ở trên người oán ngụy oán ngụy đi về phía trước hắn cũng mau chóng đuổi theo hắn không cần đi tìm phương thân phệ không hắn tin tưởng đối phương sẽ chủ động tới gặp hơn nữa cho dù đối phương không chủ động tới gặp thì tu minh cũng có cách tìm ra được phương thân phệ không bởi vì thế giới trầm dương phù chính là do tu minh hy vọng phương thân phệ không đến trên thực tế lúc trước khi truy kích Đối với tụi mình, phân thân phệ không giống như con mồi vậy. Hắn thầm ám hiệu và truy kích xảo diệu để cho đối phương tới đây là lựa chọn duy nhất. Tụi mình đi về phía trước, thân sắc như thường, mặc dù không nhìn thấy xung quanh, nhưng mà hình như oán nguy dưới người hắn vô cùng quen thuộc với cái mảnh hắc ám này. Nó gào thét đi vào phía trong, không có chút khó chịu. Tụi mình cũng dự liệu được cái điểm này từ trước rồi. Dù sao oán nguy ở trong cái chỗ truyền tống vào trong hư không thường nguyên tinh hải, mặc dù nơi đó thoạt nhìn ánh sáng năm màu, nhưng mà thực tế phần lớn đều là một mảnh đen nhánh oán ngụy sống ở đó đương nhiên là quen thuộc với bóng tối vượt qua người thường rất nhiều đây cũng là một trong những nguyên nhân tu minh lựa chọn nơi này nhất là mượn liên lạc với oán ngụy khi tu minh nhắm mắt lại trong tức tắc tâm thần của hắn dung hợp với oán ngụy hắn có thể mượn mắt oán ngụy để nhìn thấy cảnh tượng trong thế giới đen nhánh mà phần lớn tu sĩ đều không nhìn thấy đây là thế giới màu xám một thế giới trừ màu xám ra thì không còn những màu khác bốn phía xung quanh đều trống trải chỉ có chính giữa phía trước là có một cái đoàn ánh sáng màu xám khổng lồ đang không ngừng đung đưa giống như cây đèn cày lửa vậy mượn ánh mắt của oán ngụy quét ngang một vòng tu minh cũng không nhìn thấy bóng dáng phân thân phệ không đâu nhưng mà thế giới đen nhánh này quá lớn cho nên không nhìn thấy trong phạm vi nhỏ thì cũng chẳng có gì là lạ nhưng hai mắt tu minh đang nhắm liền hơi động mặc dù hắn không mở mắt ra nhưng tay phải lại dơ lên một cách mạnh mẽ nắm chặt thành quyền cho dù ngươi có đến hay không, nếu đã đến rồi thì đừng nghĩ tới chuyện mà rời đi. Thân sắc tu minh lộ ra vẻ ngạo nghễ, đó là sự tự tin tất cả đều nắm chắc trong tay. Lúc tu minh đang nắm tay phải thành quả đấm thì ở bên kia, thân thể phân thân phệ không gào thét bay nhanh, đột nhiên chạy ra khỏi thế giới đen nhánh, rời khỏi thế giới màu đen kia. Trước mắt gã sáng người, thấy được tinh không, gã quay đầu lại, khóe miệng nghe răng cười đặc ý, Ngươi là bản thể, dù sao tính cách ý thức của ta cũng bị ngươi ảnh hưởng, cho nên ngươi có thể dùng ý nghĩ này thăm dò ta, thì ta cũng có thể dùng cách này tính toán lại ngươi thôi. Lúc bị ngươi truy kích, ý nghĩ bản năng của ta chính là tìm một nơi có thể áp chế ngươi, hơn nữa còn cắn nuốt ngươi, cho nên ta mới lựa chọn chỗ này. Nhưng mà cảm giác này không phải hành động giả dối của ta. <laughs> Đưa ngươi tới đây, sau đó ta rời đi, ngươi ở trong thế giới đang nhánh kia. Tô Minh, ngươi cứ tiếp tục tin tưởng ý nghĩ của bản thân mình đi tiếp tục tin rằng ta sẽ chủ động xuất thủ trong đây. Chờ ngươi nhận thấy có gì không đúng thì ta đã sớm rời khỏi đạo thần chân giới rồi. Phương thương phệ không cười lạnh, thân thể nhoáng một cái đã chạy thẳng về phía nơi xa. Mắt thấy sắp rời khỏi nơi đây. Nhưng mà vào lúc này, trong nháy mắt, một tiếng vù vù vang vọng trời cao đột nhiên truyền ra. Phương thương phệ không đang bay nhanh, mạnh mẽ biến sắc, chợt dừng bước lại. Thân sắc của gã vô cùng âm trầm, thân thể gã càng không hề đi về phía trước nữa mà nhanh chóng lùi về phía sau bởi vì trước mặt gã đang có một cái mảnh sóng gợn màu trắng gào thét mà tới nhìn dáng vẻ thì chẳng qua đây chỉ là một phần sóng gợn nhỏ mà thôi trình độ lan tràn sẽ cuốn cả khu vực trầm dương phù sóng gợn này chính là chiếc nhẫn chí bảo của tô minh trong chớp mắt bước vào thế giới này hắn đã phóng chí bảo ra để nó trôi lơ lửng bên trên không ngừng lớn lên cho đến khi bao phủ cả phạm vi trầm dương phù sau đó nó sẽ hóa thành sóng gợn trở thành phong ứng bắt đầu coi rút lại Kể từ đó chẳng khác gì biến nơi đây thành tù ngục thực sự. Nếu mà phân thân vệ không muốn mạnh mẽ rời đi, ở dưới uy áp của cái chí bảo này thì chỉ sợ lập tức sẽ bị phong ứng. Việc này khiến cho gã phải rút lui, một lần nữa trở lại thế giới trầm dương phù đen nhánh. Chết tiệt mà! Thân sắc của phân thân phệ không lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Gã cho rằng bản thân đã tính hết rồi, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra, tụi mình tính toán luôn trước gã một bước, khiến cho gã bị ngăn chặn gắt gao ở đây, nếu ngươi đã muốn tìm chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi phân thân phệ không không còn cách nào khác gã cắn răng thân sắc lộ ra vẻ điên cuồng ở trong thế giới đèn nhánh này cho dù tu vi bị áp chế cho dù thần thức không thể nào tản mát ra nhưng đối với phân thân phệ không mà nói cho dù là tu vi hay thần thức thì đều là vật ngoài thân cường đại chân chính của gã chính là thân thể gã gào thét du tổ trong thế giới đen nhánh này mang theo sắc cơ điên cuồng từ phân thân phệ không Lúc này thần sắc của Tô Minh thì bình tĩnh, hắn ở trong thế giới đen nhánh, mượn ánh mắt oán ngụy để nhìn cái mảnh tinh không màu xám kia. Hắn tùy ý để chỗ án ngụy chạy về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, tu vi tu minh dần dần bị áp chế khi đi gần về phía trung tâm. Mắt thấy sẽ bị áp chế từ chuyển cảnh xuống cảnh giới kiếp dương. Đúng lúc này, trong mắt tu minh, thế giới màu xám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy do vô số sợi tơ vòng quanh, tản mát ra từng trận khí tức không hợp với thế giới này. Khi tức vừa tản mát ra liền lập tức bị màu xám xung quanh cắn nuốt thân ảnh kia chẳng qua chỉ là hình dáng nhưng mà tô minh cũng có thể nhận ra đúng là phân thân phệ không mặc dù hắn không nhìn thấy vẻ mặt của phân thân phệ không nhưng mà khi hắn nhìn vào thế giới màu xám kia hắn có thể cảm nhận được một số sợi tơ tạo thành hình dáng đối phương mang theo lệ khí nồng đậm hắn thấy phân thân phệ không vốn dĩ đang bay nhanh về một phương hướng khác nhưng mà đột nhiên thân ảnh ngừng lại rồi nhìn về nơi này Cảnh tượng này đã khiến cho trong lòng tu minh thầm suy nghĩ. Linh tính, hắn đã có ý thức độc lập điêu thức tỉnh linh tính sức bản phượng trong thân thể rồi, cho nên hắn có thể trong bóng tối mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ta. Tu minh chợt hiểu ra, đúng lúc này phân thân phệ không đã vô thanh vô tức nhanh chóng đi tới nơi này, tay phải của gã dơ lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một kích tức sát. Cho dù có lấy thân thể làm chủ, nhưng ở nơi này vẫn bị áp chế như cũ mà thôi, nhìn thời gian tụ trưởng hẳn là hắn đã bị áp chế xuống trưởng cảnh rồi khóe miệng tu minh lộ ra vẻ cười lạnh hắn nhìn phân thân phệ không vội vã tới đây hai mắt chợt lóe Chừng phải bước ra trong nháy mắt đã đi ra khỏi oán ngụy chỉ trong phút chốc hắn đã xuất hiện phía trước phân thân phệ không thân sắc của phân thân phệ không bỗng nhiên biến đổi hiển nhiên đã phát hiện ra gã muốn lùi lại phía sau nhưng mà đã chậm rồi tu minh giơ tay phải lên rồi bỗng nhiên đưa một trảo về phía trước phân thân phệ không gầm nhẹ một tiếng tay phải dơi lên ngưng tụ tu vi toàn thân rồi mạnh mẽ đánh một quyền về phía tay phải tu minh đang chập tới âm thanh nổ vang vọng trong thế giới đen nhánh này tu minh hừ một tiếng thân thể không lùi mà tiếng mà sắc mặt phân thân phệ không đại biến phun ra máu tươi thân thể nhanh chóng bị cuốn đi ngươi 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 có thể thấy ta giờ phút này tâm thần của phân thân phệ không đại loạn Gã không thể ngờ nổi là đã ở bên trong thế giới đen nhánh của trầm dương phù này rồi mà Tô Minh vẫn có thể thấy rõ bốn phía. Điểm này phân thân phệ không tự nhận là tuyệt đối không nhìn lầm. Tô Minh rõ ràng có thể thấy bốn phía. Phải biết rằng phân thân phệ không sở dĩ có thể nhìn thấy được Tô Minh. Không phải gã có thể thấy được thực sự mà là bởi vì gã có thể cảm ứng được bản thể. Trong mắt của gã, Tô Minh giống như một ngọn lửa khổng lồ vậy mà tu minh sở dĩ không cách nào cảm ứng hay điều tra được phân thân phệ không cũng bởi vì cái phân thân này quá nhỏ nên không dễ phát hiện giống như người khổng lồ không thể phát hiện ra con kiến vậy. Giữa phút này phân thân phệ không hầu như hùng phi phách tán nhanh chóng rút lui. Khóe miệng tu minh mang theo nụ cười lạnh cướp bước đuổi theo trong nháy mắt. Lần này ta xem ngươi chạy thoát kiểu gì. Tu minh âm trầm nói mang theo một luồng uy áp khiến cho phân thân phệ không run rẩy cả tâm thần phân thân phỉ không cắn răng rút lui, gào thét thi triển cấm thuật một lần nữa, kích phát tiềm lực trong thân thể, khiến cho tốc độ tăng vọt trong nháy mắt. Trong tích tắc khi tu minh giơ tay phải lên, gã tránh thoát xích sau, điên cuồng bỏ chạy. Tu minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên nắm về phía trước, lập tức bốn phía nổ vang trời. Tu minh thả giới chỉ màu trắng ra, giới chỉ này không ngừng coi rút lại, đã tiến vào thế giới đen nhánh này, đang không ngừng coi rút lại. Dưới chỉ này tạo thành sóng gợn giống như là một cái hàng rào, khiến cho phương thân vệ không căn bản không thể trốn nổi, chỉ có thể hóa thành ba ba trong rọ. Đối với tù mình mà nói, việc này có thể hoàn thành trong nháy mắt. Thân thể hắn ngón một cái vọt về phía trước, chạy thẳng tới phương thân vệ không đang bỏ chạy. Giờ phút này tốc độ đối phương đúng là rất nhanh, nhưng thuật pháp này sở dĩ được gọi là cấm thuật, tất nhiên là có tác hại, không cách nào sử dụng lâu dài được, nhất là thi triển lượng hai. Đối với phân thân phệ không cũng chỉ có thời gian không quá nửa nén hương. Thời gian vừa trôi qua thì gã chẳng những lập tức giảm tốc độ mà thân thể lại còn bị trọng thương. Nhưng mà không làm như vậy thì gã phải làm như thế nào đây? Giờ phút này cắn răng bay nhanh, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Gã liều lĩnh lao về địa phương quan trọng của cái vùng thiên địa màu đen này, bay nhanh vào sâu trong trầm dương phù. Chỉ có nơi đó có lẽ mới có một tia sinh cơ. Mà thế giới bên ngoài lúc này truyền ra tiếng nổ vang, đó là sóng gợn do giới chỉ coi rút lại. Tiếng động này đại biểu cho chỉ có ở bên trong trầm dương phủ. Khi tu vi của hai bên bị áp chế tới cực hạn thì phân thân phệ không có lẽ mới còn sinh cơ. Cho nên gã mới liều lĩnh triển khai toàn bộ tốc độ. Thời gian nửa nén hương, gã có lòng tin có thể đi tới nơi đó. Chẳng qua là gã không thấy tu minh đang truy kích ở phía sau mà khóe miệng lại lộ ra nụ cười chăm chọc. Bởi thiên hương trận tạo thành ý thức cho nên mặc dù rất giống ta nhưng lại có thêm chút bối rối thiếu chút cẩn thận một khi gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ rối loạn tâm thần chạy thêm chừng mười nhịp thở nữa ta xem ngươi còn chạy làm sao nữa đây tôi minh đuổi theo không nhanh không chậm ở phía sau cảm nhận tu vi bị áp chế rơi xuống trưởng cảnh ngay cả kiếp dương cũng không yên cho tới khi hóa thành kiếp nguyệt rồi đến vị giới đại viên mãn mà thời gian mới chỉ có mười nhịp thở giữa phút này phân thân vị không há miệng phun mạnh một ngụm máu tươi thân thể rung lên Gã vốn tưởng rằng cấm thuận có thể kiên trì nửa nén hương, nhưng mà thời gian nhanh chóng rút ngắn. Tới 18 nhịp thở, thân thể của gã rung rung, cấm thuật hoàn toàn biến mất. Cảm giác suy yếu tràn ngập tâm thần của gã, hóa thành nụ cười thảm nơi khóe miệng. Tu vi của gã ở chỗ này bị áp chế, cho dù là thân thể, dù bị áp chế ít hơn nhưng mà vẫn bị đẩy lùi. Nhất là phương hướng của gã chạy là thẳng tới trầm dương phù. Gã triển khai cấm thuật, khiến cho thân thể vốn đã suy yếu lại càng bị áp chế tăng vọt mấy lần điều này cũng khiến cho cấm thuật vốn có thể kéo dài nửa nén hương biến thành chỉ còn có mười tám nhịp thở hầu như khi tốc độ của gã thoáng chậm lại tu minh đã cất bước xuất hiện bên cạnh phân thân phệ không tay phải nhấc lên mang theo một luồng lực lượng mạnh mẽ rơi lên đỉnh đầu của gã cùng lúc đó ý thức của tu minh theo cái tay phải của hắn tràn vào bên trong thân thể phệ không đang muốn triển khai cái lần đoạt xá thứ hai sợ hãi sinh tử kích thích phân thân phệ không khát vọng cầu sinh mãnh liệt khiến cho gã phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong chớp mắt khi tu minh lựa chọn đoạt xá, thân thể của gã chấn động mạnh, ở mi tâm lập tức xuất hiện một khe hở. Ngay sau đó, hầu như khi nguyên thần tu minh tràn ngập hoàn toàn thân thể phân thân thể không, cái khe trên mi tâm của gã có một người nhỏ chui mạnh ra, bỏ chạy như điên. Người kia chính là ý thức độc lập của phân thân thể không do thiên hương trận sinh ra, cũng có thể nói là hùng hay nguyên thần. Giữa phút này gã bay ra, tốc độ nhanh hơn không ít, xông về phía trầm dương phù. Thân thể không có ý thức và hồn phách thì đối với tu minh mà nói cũng không tồn tại cái gì mà đoạt xá hay không đoạt xá. Một thân thể trống trơn. Trong nháy mắt, khi nguyên thần của hắn dung nhập vào thì liền thu hồi luôn, thu thân thể phân thân phệ không vào trong cái túi trữ vật. Tu minh ngẩng đầu quan sát phía xa, thấy bên trong cái màn sáng màu xám mênh mông có một ký hiệu khổng lồ dài mảnh. Mà giờ khắc này, hồn của phân thân phệ không đang bay nhanh về phía ký hiệu đó. Tô Minh nheo hai mắt lại. Hắn sở dĩ chấp nhất đuổi giết phân thân phệ không như vậy. Trừ việc muốn thu hồi phân thân này ra, thì chủ yếu nhất là muốn biết cái đoạt xá phân thân lần thứ hai có xuất hiện biến hóa gì hay không. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn sao có thể để cái ý thức mà phân thân phệ không rất vất vả mới xuất hiện được chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, thân thể tu minh liền nhoáng một cái đã đi về phía trước, đuổi theo hùng của phân thân phệ không. Hai người đã ở rất gần trầm dương phù, giữa phút này trong truy kích hồn của phân thân phệ không đã tới sát trọng dương phù trong chớp mắt này hồn của gã lập tức rung rẩy xuất hiện vẻ mơ hồ giống như chịu áp lực nào đó sắp sửa tiêu tán mà chỗ tu minh giống như cảm nhận được hạn chế tu vi trước nay chưa từng có tu vi của hắn trong quá trình tới gần không ngừng bị làm yếu đi từ vị giới đại viên mãn trở thành vị giới hậu kỳ trung kỳ sơ kỳ cho tới lúc tới gần thì thân thể hạ xuống từ thiên tu biến thành địa tu đây là một loại cảm giác mà hắn đã rất lâu rồi chưa thấy. Đó là tu vi khi bị truyền từ man tộc tới thường nguyên tinh hải. Nhưng dù là như vậy thì với tâm trí và kinh nghiệm nhiều năm của tu minh, thương sắc của hắn cũng không biến hóa chút nào. Tốc độ dù chậm rất nhiều nhưng mà hắn không hề chần chờ. Trong phút chốc đã đuổi tới cạnh trầm dương phù. Cùng lúc đó tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Hầu như trong nháy mắt khi tu minh tới gần trầm dương phù, ở bốn phía tu minh dưới chỉ màu trắng đã thu nhỏ tới bao phủ trầm dương phù. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ Ta đã đem dục thể đưa cho ngươi rồi Ngươi Hồn của phân thân phệ không Thân thể đã mơ hồ Mắt thấy giới chỉ màu trắng phong tỏa bốn phía Tụi mình cất bước đi tới Thì lập tức phân thân phệ không lộ ra vẻ hoảng sợ Và bối rối trước nay chưa từng có Mở miệng thê lương <laughs> Dục thể nào của ngươi Tụi mình cười lạnh Không nói nhiều lời với cái hồn của phân thân phệ không Cất bước chạy thẳng tới phía gã Tay phải giơ lên Chụp mạnh một cái dưới một trảo này, hồn của phân thân phệ không lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Gã căn bản không có sức dễ dụa. Gã tuyệt vọng, thân sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt khi tu minh chập tới, hai mắt của gã nhắm chặt lại. Một luồng khí tức tự bạo bỗng nhiên bộc lộ ra. Gã biết tự bạo không có tác dụng, gã biết tu minh âm hiểu thuật nghịch chuyển thời gian. Nhưng nếu không tự bạo, tùy ý để cho đối phương mặc sát mình, thì gã không cam lòng. Cho nên dù là biết vô dụng, nhưng gã vẫn điên cuồng tự bạo như cũ, nhưng mà gã hiểu là tự bạo trước mặt tu minh là vô dụng một luồng lực nghịch chuyển năm tháng thổi qua tay phải tu minh chụp một cái bắt được hồn của phân thân phệ không nắm chặt lập tức phong ấn từng từng lớp lớp rồi thu vào trong túi trữ vật chỉ chờ rời khỏi nơi này tu vi không bị áp chế nữa hắn sẽ lập tức cho hồn này tiến vào phân thân phệ không đợi đoạt xá lần hai sau khi phong ấn hồn phách phân thân phệ không xong tu minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trầm dương phù khổng lồ trước mặt ánh sáng màu xám tỏa ra vạn trượng, phía trên tồn tại ba chữ to. Chẳng qua Tô Minh không nhận ra cái loại chữ này, giống như ký hiệu hay phát thảo vậy. Thậm chí hắn nhìn lại, có thể cảm nhận bên trong ký hiệu đó ẩn chứa lực lượng nguyên thủy man hoang. Loại cảm giác cổ xưa này khiến Tô Minh không biết tại sao lại nghĩ tới tiên linh được dị tộc cúng bái trong thường nguyên tinh hải. Thậm chí trong cảm thụ của Tô Minh, lực lượng ẩn chứa bên trong ký hiệu này đã vượt qua giới chỉ màu trắng thứ này hiển nhiên là một chí bảo của trình độ không thể nói tới. Không dừng lại thêm ở nơi này, tu vi tu minh cũng giờ phút này bị áp chế tới mức gần như không yên. Hắn lập tức xoay người, đang muốn rời đi, trở lại bên ngoài tìm mấy sư huynh quán, cả nhà mấy người đoàn tụ. Nhưng mà ngay khi tu minh dơ chân muốn đi, đột nhiên trầm dương phù chấn động. Tồn tại tê phẩm, mở chúng linh điện, hiện tê tê phẩm có thể vào chúng linh điện Thiền tê tê phẩm có thể vào trung linh điện Tiếng nói ông ông liền truyền ra từ bên trong trầm dương phù Truyền khắp bốn phía Để tâm thần tu minh chấn động Một luồng lực hút lớn lao đột nhiên truyền ra từ ký hiệu Trực tiếp bao phủ trên người tu minh Kéo mạnh hắn vào bên trong ký hiệu Không có tế phẩm, tế chủ tự chịu tiếng vù vù ầm ầm vang lên thân sắc tu minh đại biến lực hút nhanh chóng tăng vọt vô số lần trong nháy mắt khi thấy sắp sửa bị kéo vào bên trong khí hiệu tay phải tu minh giơ lên giới chỉ màu trắng lập tức gào thét thu nhỏ nhanh chóng bọc lấy cái ngón trỏ kéo ra phía ngoài lập tức thân thể tu minh đang sắp thoát khỏi phạm vi lực hút thì phía trên trầm dương phù lúc này lóe sáng một luồng lực truyền tống bỗng mở ra khi tu minh mở to hai mắt lộ ra nụ cười khổ tia sáng này liền tản ra bên ngoài Mặc dù ánh sáng biến mất ngay lập tức, nhưng sau khi nó biến mất thì thương ảnh Tô Minh cũng biến mất theo. Hết tập 211 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachado nha.